khoảnh khắc xe bọc thép của ông Kim Jong-un lùi chuồng lên tàu. Một video lan truyền trên mạng xã hội được cho là quay lại khoảnh khắc hiếm hoi cách chiếc xe bọc thép của nhà lãnh đạo Triều Tiên được đưa lên tàu hỏa. Trong video, chiếc xe limousine Maybach treo cờ ở mũi xe đang lái lùi vào một toa tàu được sơn màu xanh đậm, giống toa tàu bọc thép mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un sử dụng trong chuyến thăm Nga đang diễn ra. Cụ thể, đoạn video dài chỉ vài giây cho thấy chiếc xe lùi vào toa tàu theo góc rất hẹp trên một chiếc cầu dốc nghiêng. Chiếc cầu dường như được xây dựng để dành riêng cho mục đích này. Theo Google, video được ghi hình trong chuyến công du của ông Kim tới vùng Vladivostok ở vùng biển Đông của Nga. Chiếc limousine của ông Kim là biến thể của mẫu Maybach 62 được bọc thép và bổ sung các cải tiến khác. Đây là phương tiện đưa ông Kim tới địa điểm hội đàm với Tổng thống Putin ở sân bay vũ trụ Vladi. Ông Kim Jong-un được cho là còn sở hữu một số xe sang khác. Trong một số sự kiện quốc tế quan trọng, ông Kim đã bày tỏ sự quan tâm tới các mẫu xe chuyên dụng của lãnh đạo nước ngoài. Năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã đưa ông Kim tham quan quái thú, một trong những chiếc limousine của Tổng thống Mỹ, trong cuộc gặp ở Singapore. Trong chuyến đi tới Nga lần này, một khoảnh khắc tương tự đã diễn ra. Trong lúc tham quan sân bay vũ trụ Vân Đi hôm 13 tháng 9, chủ nhân điện Kremlin đã mời nhà lãnh đạo Triều Tiên ngồi vào ghế sau chiếc limousine Audusanat của mình để trải nghiệm. Ông Putin sau đó đi vòng sang và ngồi vào ghế bên cạnh.